Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 114. Chuyện con cá nghĩ dừa. Tiền thân Pitasinti, nghĩ nhiều và nghĩ ít. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về hai trưởng lão lớn tuổi. Nghe nói hai trưởng lão ấy sau khi an cư mùa mưa tại một làng thôn quê, đã quyết định đi đến ý kiến bậc đạo sư và chuẩn bị lương thực để lên đường. Nhưng họ quản ngày này qua ngày khác, cho đến một tháng trôi qua, rồi họ chuẩn bị lương thực mới cũng như lần trước, và trì quản tháng này qua tháng khác. Như vậy, vì sự biến nhát triều mến trú xứ của họ, 3 tháng trôi qua, họ mới lên đường đi đến Kỳ Viên. Sau khi cất đặt y bát tại phòng chung, họ đến ý kiến bậc đạo sư. Khi các tỷ kheo hỏi vì sao lâu ngày họ không đến hầu Đức Phật và nguyên nhân của sự chậm trễ, họ báo cáo về sự biến nhát của mình. Tại chánh pháp đường, câu chuyện về sự biến nhát của các tỷ kheo ấy được tăng chúng đề cập. Bậc đạo sư đến hỏi vấn đề gì đang được bàn luận, và khi được báo cáo vấn đề ấy, bậc đạo sư cho gọi hai tỷ kheo ấy và hỏi có đúng như vậy không. Khi được họ xác nhận sự thật là vậy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay họ mới biến nhát, thổi trước họ cũng đã biến nhát và triều mến trú xứ rồi. Sau khi nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, có 3 con cá sống ở sông Ba La Nại. Một con tên nghĩ nhiều, một con tên nghĩ ít, một con tên nghĩ dừa. Chúng từ rừng đi đến cảnh giới loài người. Tại đấy, nghĩ dừa nói với hai con kia: Cảnh giới loài người này thật nguy hiểm và dễ sợ. Các người đánh cá quăng lưới, đặt bẫy và bắt cá. Chúng ta hãy đi về nguồn lại. Hai con cá vì biến nhát, vì tham mồi, trì quản lên đường cho đến 3 tháng trôi qua. Rồi những người đánh cá quăng lưới xuống sông, nghĩ nhiều và nghĩ ít, tìm mồi đi trước. Vì mù quáng ngu si, chúng không đề phòng lưới giăng nên đi vào trong mạng lưới. Nghĩ dừa đi sau cẩn trọng đề phòng. Biết được hai con kia đã sa vào mạng lưới, nó suy nghĩ: Ta sẽ cứu sống những con cá biến nhát mù quáng ngu si này. Nó bơi vào phía ngoài lưới giăng, làm dùng dãy mắt lưới như đã được thoát ra, và làm tung tóe nước như đã lặn về phía trước tưới. Rồi nó đi vào mạng lưới. Các người đánh cá nghĩ rằng các con cá đã dùng dãy ra khỏi lưới và đã trốn đi rồi, nên nắm một góc lưới và kéo lên. Hai con cá ấy thoát khỏi lưới và lặn xuống nước. Như vậy, nhờ nghĩ dừa, mạng sống của chúng đã được cứu thoát. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư là bậc chánh đẳng giác đọc bài kệ này: Nghĩ nhiều và nghĩ ít, cả hai đều mắc lưới. Chỉ có nghĩ đúng mức, giải thoát cho bọn chúng. Cả 3 đã gặp nhau chính tại con sông này. Như vậy, sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, hai tỷ kheo trưởng lão chứng được quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: Thời ấy, nghĩ nhiều và nghĩ ít là hai tỷ kheo trưởng lão này, còn nghĩ dừa là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说